các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về đề tài của nông thôn hay đồng quê. Bạn có thích sống ở nông thôn không? Vâng, tôi thực sự yêu để sống nông thôn, nếu có thể trong tương lai. Bởi vì tôi thấy rằng cuộc sống ở khu vực nông thôn là ít căng thẳng và mọi người thoải mái hơn, thân thiện và gia đình định hướng, trong khi người dân ở các thành phố chỉ là như kiến, hầu hết mọi thứ đều rẻ hơn so với những nơi cùng loại trong thành phố. Bạn có thể tận hưởng những gì khi sống ở nông thôn? Không có nhiều giao thông, khói bụi hoặc ô nhiễm từ năm công nghiệp. Về mặt sinh thái học, những lợi thế khi sống trong đồng quê bao gồm ăn thức uống trồng trại địa phương, ít ô nhiễm hơn vì ô tô không chạy không tải khi tham gia giao thông như xảy ra trong thành phố, và để trồng lương thực và chăn nuôi. Những thuận lợi sống ở nông thôn là gì? Thuận lợi khi sống ở nông thôn: nới lỏng tốc độ chậm của cuộc sống, những ngôi nhà lớn hơn và môi trường không bị ô nhiễm, không bị tắc nghẽn giao thông và quá tải phương tiện công cộng, thiếu cơ hội việc làm nhưng chi phí hoạt động thấp hơn, địa điểm trong khoảng cách đi bộ và hoạt động thể chất nhiều hơn. Tại sao điều quan trọng là phải bảo vệ nông thôn? Hòa mình vào thiên nhiên mang lại lợi ích cho con người về thể chất và tinh thần, và giúp nâng cao hiểu biết về thế giới tự nhiên bằng cách bảo vệ, cải thiện khả năng tiếp cận, nhiều người hơn có thể tận hưởng vùng nông thôn. Những nhược điểm của sinh hoạt ở nông thôn như thế nào? Ảnh hưởng của thời tiết. Thời tiết là một những yếu tố chính dẫn đến hạn chế của cuộc sống ở nông thôn. Bão tuyết, lũ lụt, mưa xối xả là một số hiện tượng phổ biến ở vùng nông thôn. Gần đây hầu hết các con đường đã được tráng xi măng, nhưng hầu hết chúng vẫn chưa bằng phẳng và đầy bùn đất. Những thuận lợi khi sống ở nông thôn là gì? Tôi nghĩ rằng một số thuận lợi rõ ràng khi sống ở nông thôn. Thứ nhất, với không khí trong lành và thiếu giao thông hoặc công nghiệp, các vùng nông thôn là những nơi trong lành hơn nhiều so với thành phố trung bình. Một lợi ích khác sẽ là ý thức cộng đồng khi sống một ngôi làng nhỏ, nơi mọi người đều biết nhau. Làm thế nào tôi có thể sống cuộc sống thôn quê? Dưới đây là một số điều mà bạn có thể làm bất cứ thứ đâu nếu bạn muốn sống một cuộc sống đơn giản ở nông thôn. Thứ nhất, trồng cây lương thực của riêng bạn. Thứ hai, tự nấu các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ. Thứ ba, ăn theo mùa. Thứ bốn, mua lại tại địa phương. Thứ năm, tham gia vào cộng đồng. Thứ sáu, hãy để con bạn tự do phạm vi. Sống ở thành phố có tốt hơn sống ở nông thôn không? Nó cho phép mọi người khi đến các địa điểm khác nhau của thành phố với giá rẻ hơn và tiết kiệm môi trường. Công nghệ hiện đại giúp mọi người giao tiếp nhanh hơn và dễ dàng hơn. Ở các thành phố cũng có nhiều hàng hơn. Đối với quê, quê là tốt hơn so với thành phố vì không khí yên tĩnh và sạch sẽ. Sống ở trong nông thôn có rẻ hơn không? Những ngôi nhà ở nông thôn thường rẻ hơn những ngôi nhà nằm ở khu vực đô thị lớn, trừ khi ngôi nhà nằm một khu vực nông thôn là điểm đến nghỉ mát phổ biến, hoặc ở khu vực có số lượng nhà sẵn có hạn chế. Sống trong nông thôn có làm bạn hạnh phúc hơn không? Tăng tiền về chuyển đất về nông thôn không chỉ tốt cho số dư ngân hàng của bạn. Một nghiên cứu mới đã phát hiện cuộc sống nông thôn cũng có lợi cho sức khỏe tâm thần của bạn. Quá với đồng quê, dân kẹo thấy hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và ít căng thẳng hơn. Sống ở nông thôn có cô đơn không? Nếu bạn thiết kế thôn nối với mọi người thì sống ở nông thôn là có thể cô đơn. Có thể có thời gian sống trong nông thôn là cô đơn ngay cả đối với người sống hướng nội, người thích được một mình. Bạn chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn
để đối kết nối với những người khác khi bạn sống ở nông thôn. Ưu điểm và nhược điểm của cuộc sống ở nông thôn là gì? Thứ nhất, cho dù họ đi bộ, bắt xe buýt hay đi bằng ô tô, những người có con trong độ tuổi đi học có thể phải đối mặt với quãng đường dài hơn đến trường. Thứ hai, cơ hội việc làm có thể bị hạn chế. Điều này có thể là một vấn đề trừ khi bạn có một công việc trong tương lai. Thứ ba, kết nối Wi-Fi và truyền hình có thể bị hạn chế. Thứ bốn, việc mua sắm có thể trở nên bất tiện. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.